Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em làm cho cái vận hạn của 6 tháng cuối năm cho tất cả những người tuổi Bính Ngọ, cả nam và nữ mạng. Bởi vì cái vận hạn thì nam và nữ mạng nó cũng khá giống nhau, và người nào nặng người nào nhẹ là do cái sao chủ thôi. Cho nên là em gộp lại em làm chung, không làm nhiều cái video tách ra. Cho nên là các anh các chị đều có thể ứng dụng vào cái vận hạn như thế. Còn nặng hay nhẹ hơn thì như đã nói là phải do cái sao chủ của cái năm. Ví dụ như năm nay với các anh thì là có cái sao Thái Âm thì may mắn phúc lộc tốt, còn các chị thì là dưới sao Thái Bạch thì nó là hao tài đau ốm. Cho nên là sẽ vận vào cái nhiều cái đó, thì em lúc nào cái tháng nào tháng xui tháng nào ấy thì em sẽ nói nhiều hơn cho các anh các chị thấy rõ để mà có thể làm được. Thì đầu tiên hết á, mình phải xét cái tháng, thì em sẽ thường chia vào ba cái trụ chính của một cái tháng với lại cái vận hạn của cái tháng đó đối với cái tử vi của chúng ta. Thì đúng nó gồm có là mệnh, thiên can và địa chi là phần lớn ở trong cái trụ chính mà để xét coi là cái tháng đó tốt hay xấu về mặt tử vi đối với người của chúng ta. Thì trong cái mệnh và cái thiên can địa chi, thì cái thiên can và địa chi thì nó có luôn cả phần nạp âm ngũ hành. Thí dụ giống như là chữ Bính, Bính Đinh thì thuộc nạp âm ngũ hành, thiên can Bính Đinh thì thuộc nạp âm ngũ hành hỏa ha, Canh Tân thì thuộc hành kim. Thì đó, như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng nhẹ đến cái việc của mình. Thì đầu tiên hết thì phải nói 6 tháng đầu năm vừa rồi đối với các anh các chị của Bính Ngọ thì dù là các anh có được cái sao Thái Âm gọi là cái sao may mắn danh lộc tốt, nhưng dù gì đi nữa thì năm nay vẫn là năm tam tai. Thì về mặt nó là tam tai năm cuối, cho nên nó có những cái chuyện nó không có suôn sẻ, nó vẫn còn những cái rắc rối riêng, đặc biệt là cái tháng Mậu Ngọ, tháng này tháng này là tháng tuổi của các anh các chị luôn, thì nó sẽ không có tốt đẹp lắm. Tuy nhiên là dù gì đi nữa thì cũng đỡ hơn năm 2017, gọi là năm tam tai năm nặng. Các chị thì dướng vào sao Thái Bạch, một cái sao gọi là người ta nói cái Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Tuy nhiên mà các chị từ đầu năm đến giờ cũng không đến nỗi nào. Lý do đó là người Bính Ngọ là số là những người nữ mạng thì có số lắm tài sản, và cái sao Thái Bạch đó thì nó thuộc hành kim, mà đối với người hành mệnh thủy thì kim nó sinh thủy mà, cho nên cái tác dụng của sao Thái Bạch nó không quá lớn lao. Cho nên có thể nói là từ đầu năm đến giờ thì nói là thành công mỹ mãn thì không đúng, nhưng mà các anh các chị đều có những cái sự tốt đẹp riêng, tốt hơn cái năm 2017 rất là nhiều ha. Thì đến tháng 7 em đã làm cái vận hạn 6 tháng rồi, bây giờ em sẽ nói vào tháng 7. Tháng 7 của năm nay, năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Canh Thân. Tháng Canh Thân thì đó là tháng Mộc. Như vậy là xét về mệnh là các anh các chị mệnh thủy gặp Mộc là sinh xuất, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng không được tốt lắm. Tháng 5, tháng 6 thì hai tháng hỏa là không tốt về sức khỏe, và bước qua tháng 7 là tháng Mộc thì nó cũng tiếp tục rề, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ bức bối, đỡ nóng nảy hơn là hai cái tháng 5, tháng 6. Thiên can á thì chữ Bính của các anh các chị nó khắc chữ Canh. Thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm, gặp chống phá, nhưng mà các anh các chị vẫn khống chế được. Thì dù sao đi nữa thì là các anh các chị khắc nó, chứ không phải là tháng khắc các anh các chị, cho nên là cũng đỡ được chút ít. Như vậy thì rõ ràng là không có tốt đẹp lắm về cái mặt thiên can. Chắc chắn là với cái bổn mạng sinh xuất thì những cái tinh quân tốt của mình nó cũng sẽ bị giảm đi cái năng lượng, giảm đi cái sự tác dụng của nó, và gặp cái tháng mà Bính nó khắc canh nữa thì rõ ràng là nó không tốt đẹp cho các anh các chị nhiều. Nhưng mà tổng năm thì các anh các bị chị là đã là không biết là các chị đã là con sao Thái Bạch rồi, nó không tốt đẹp cho công việc, thì rõ ràng tháng này rất là dễ tốn tài đối với các chị ha. Còn địa chi á, là Thân Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại tương xung, cũng không có khung khắc gì với nhau hết, cho nên có thể nói là gia đạo cũng tương đối bình yên, không có việc gì quá lớn lao. Tuy nhiên là Thân với là Dậu ha,
thì thuộc kim, ngọ tỵ thì thuộc hỏa, cho nên là có thể nói là cũng vẫn có một cái chút khó khăn nhỏ nhẹ, nhỏ nhỏ không quá lớn lao đâu ha. Rồi đó là tổng năm của cái tổng tháng của các chị ha. Mệnh thì bị sinh xuất, thiên can thì bính nó khắc canh, có vẻ là không tốt đẹp cho công việc và một chút khó khăn về sức khỏe của cái tháng 7 các chị cần để ý. Hay là các anh thì do có sao thái âm cho nên là cái tháng này nó cũng không quá khó khăn đâu. Rồi tháng tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch, tháng này là một tháng mộc nữa, tháng này người ta gọi là tháng Tân Dậu. Mệnh thì cũng như tháng 7 là sinh xuất ha, thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng không được tốt. Tuy nhiên tháng này rất là tốt đẹp về công việc, tí lý do sao thiên can cái chữ bính nó hợp chữ tân. Như vậy đây là thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, trí óc, về những cái giao dịch, những cái thì mình luôn được thắng lợi. Như vậy là trải qua một cái tháng có cái thiên can không khắc tháng thì chúng ta lại được cái là tháng sau tháng 8 là thiên can ngũ hợp, cho nên đó là cái việc mà sinh xuất bản mệnh sức khỏe nó không ảnh hưởng lắm. Có cái ngũ hợp này thì không những tốt cho công việc làm ăn mà nó còn tốt cho cả gia đạo tí xíu nữa. Rất là dễ sinh tài lộc, nhất là các chị mà tuổi nhất là các anh có sao thấy không, tài lộc của tháng này rất là hanh thông, dễ có tiền tài lớn ha. Địa chi Dậu Ngọ, Tý Ngọ Mẹo Dậu, Dậu Ngọ là thuộc tứ hành xung. Như vậy gia đạo và cả công việc nó cũng sẽ có ảnh hưởng một chút do mối quan hệ, nhất là những cái người thân tín dễ đem lại mối quan hệ xào xáo cho mình trong công việc và gia đạo. Tuy nhiên Dậu với Ngọ là nó cách nhau xa lắm, cho nên là cái tầm ảnh hưởng nó không quá lớn lại, nó không có quá nặng nề, cho nên các chị cũng đừng có quá mà lo lắng là với cái tháng mà tháng Dậu người tuổi Ngọ nó sẽ bị trục trặc nhiều. Không phải, mình có cái thiên can ngũ hợp nó sẽ tương trợ rất nhiều cho cái việc của gia đạo, cho nên là có thể nói là tháng này chủ yếu của các anh các chị vẫn là cái sức khỏe nó vẫn chưa tốt đẹp lắm, chứ không phải nói là bị bệnh nặng nề gì ha. Có bệnh đi nữa thì nó cũng nhẹ nhàng, cũng dễ nhanh vượt qua, chứ không có đến nỗi nào ha. Rồi rõ ràng vậy lại là tháng 8 tuy là nghe người ta nói là tháng Dậu không tốt cho người tuổi Ngọ, nhưng thực chất là ok ha. Về công việc, về gia đạo thì có một tí xíu rối rắm mà thôi, cũng không đến nỗi nào. Tiếp tục đó là tháng 9 âm lịch. Tháng này là tháng Nhâm Tuất của năm Mậu Tuất 2018. Tháng này là tháng Thủy, như vậy là mệnh Thủy đồng hành, bổn mạng sức khỏe bổn mạng rất là tốt. Khi mà Thủy đồng hành thì các tinh quân được phát huy tốt, được phát huy tác dụng một cách tối đa ha. Tuy nhiên cái thiên can của tháng này thì không tốt đẹp cho các anh chị, nhất là các chị về cơ công việc. Đó là tại sao thiên can chữ Nhâm nó khắc chữ Bính. Nhâm Quý thì thuộc hành Thủy, Bính Đinh thì thuộc hành Hỏa, nó tương khắc luôn cả về mặt âm ngũ hành. Tháng khắc thiên can công việc dễ sinh rối rắm và rơi vào bế tắc, gặp luôn cả cái hành nạp âm ngũ hành mà cũng của cái thiên can nó cũng có vấn đề, cho nên này rõ ràng đây là một cái tháng không tốt đẹp về công việc. Tuy nhiên các chị về mặt địa chi thì rõ ràng đây là một cái tháng rất là tốt đối với các chị, đó là thuộc cái nhóm tam hợp Dần Ngọ Tức ha, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc, với hy vọng rằng là cái tam hợp của địa chi này sẽ khống chế bớt cái sự mà xui rủi của cái thiên can mà tháng các thiên can của anh chị, đặc biệt là các chị với cái thiên can mà Nhâm khắc Bính này thì cực kỳ là dễ tốn tài và hao tiền một cách mà vô cớ. Các anh thì có sao thái âm may mắn danh lộc tốt, tuy nhiên cũng không có tốt lành vì với những cái tháng mà bị thiên can tháng khắc thiên can của mình nó sẽ đem rối rắm công việc. Tuy nhiên là nhờ là cái tháng này có cái địa chi tam hợp Dần Ngọ Tức, nó sẽ kéo lại cho các anh chị rất là nhiều điều ha. Thì dĩ nhiên là có thể nói là một cái là tương khắc, một cái là tam hợp, có thể là nó bổ trợ cho nhau. Tuy nhiên là không biết phước mình tới đâu, không biết vận mình nó ra sao. Thì dù sao đi nữa thì năm nay vẫn là năm tam tai năm cuối. Các anh thì có sao thấy âm thì nó sẽ đỡ hơn đi các chị đi. Nếu là các chị
vốn là những người nắm được tài sản thì nên cẩn thận tháng này, đừng để sự việc xảy ra rồi mình khắc phục, mà là cẩn thận mọi điều, nhất là về mặt giấy tờ để mà hao tài tốn của ha. Tháng này xin lỗi ai mượn tiền thì thôi, để tháng tới đi tao cho mày mượn, cho tháng này tao hết tiền chứ không là rắc rối ha. Rồi tiếp theo đó là tháng 10. Tháng 10 là tháng Quý Hợi, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy các anh các chị là mệnh thủy thì thủy đồng hàng ha, bổn mạng sức khỏe tốt. Cái chữ bính và chữ quý là không xung không hợp về trạng thái tử vi ha, cân bằng tự chủ tất cả mọi thứ về mặt tử vi là như thế. Tuy nhiên về mặt tập âm ngũ hành của thiên can á, là như đã nói, bính đinh thì thuộc hỏa, nhâm quý thì thuộc thủy, cho nên là về thiên can là tương khắc thủy hỏa. Thiên can của nạp âm ngũ hành của thiên can bị tương khắc, cho nên là vẫn chưa tốt đẹp lắm về công việc đâu. Bớt sự xung khắc không như cái tháng 9, nhưng mà tháng 10 cũng vẫn chưa hoàn hảo về công việc. Thì cũng như mình biết không, tháng 9 rất bùng xuống mà tháng 10 tốt đẹp thì không đúng, thì nó phải từ từ nó bay lên. Tháng 9 rớt xuống thì tháng 10 mình khắc phục thì nó dĩ nhiên sẽ còn những cái sự đau đớn, những cái sự không tốt đẹp, chứ không thể nào mà hoàn toàn tốt đẹp được. Về mặt thiên kế là như vậy. Về mặt địa chi, hợi với ngọ và không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên hợi thì thuộc thủy, ngọ thì thuộc hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành của địa chi vẫn là tương khung thủy hỏa. Như vậy là về mặt thiên can và địa chi của cái tháng 10, tuy là xét về tử vi không có vấn đề gì, nhưng mà về mà nạp âm ngũ hành của cả thiên can và địa chi đều là tương khắc thủy hỏa, sẽ có nhiều điều không tốt đẹp, sẽ còn những sự rắc rối, chứ không có một cách suôn sẻ 100% như mà các anh chị mong muốn, nhất là các chị ha. Đặc biệt tại vì như em nói, tuy rằng cái sao Thái Bạch là hình mệnh kim, nó không có tốt, nó không có tác dụng 100% đối với cái sự khó khăn của các anh của các chị. Tuy nhiên nó cũng vẫn là một cái sao hao tốn, sao tốn tài, chứ không phải là một cái tinh quân tốt đẹp, cho nên là mình cũng phải cẩn thận vẫn hơn. Mình nuôi con cọp mà biết, như là cái sao Thái Bạch là như một tưởng tượng như là một con cọp mình đang nuôi nó, biết ngày nào nó trở trứng lại là một mảnh thú hay là một con vật nuôi, cho nên là luôn luôn cẩn thận nó, đề phòng nó vẫn hơn ha. Đó rồi, đó là tháng 10 của các anh các chị. Tiếp đến là tháng 11. Tháng 11 là tháng kim, tháng này là tháng Giáp Tý. Người ta nói tiếng ngọ là lục xung, địa chi là lục xung thì thấy mệt rồi ha. Tuy nhiên là xét về tháng thì mình xét về trụ đầu tiên là trụ mệnh, thì mệnh tháng thì tháng kim, gặp mình là mệnh thủy, là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, bản mệnh rất tốt. Và khi bản mệnh được tương sinh thì như đã nói ở những video trước, thì các tinh quân tốt của cái tử vi năm sẽ được hưởng lợi, như phúc lộc là phúc đức, thiên đức là lộc tồn, hay là những cái sao cái tinh quân tốt, những phúc tinh, hay mình gom gọi là những phúc tinh, tài tinh sẽ được hưởng lợi nhờ cái bổn mệnh được tương sinh, tháng tương sinh bổn mệnh này. Thiên can giáp bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên xét về mặt nạp âm ngũ hành, thiên can của chữ giáp thì là thuộc hành mộc, bính đinh thì thuộc hành hỏa, như vậy là thiên can và mặt âm ngũ hành là được tương sinh, là công việc dễ sinh tài lộc, hanh thông mọi điều. Về tử vi không có vấn đề mà nạp âm ngũ hành lại được tương sinh thì rõ ràng là được lưỡng lợi, cộng với những cái việc mà kim sinh thủy như đã nói, các tinh quân tốt, tài tinh sẽ được ấy, thì hy vọng rằng nhất là các anh sẽ có tiền tài, các chị thì ổn định công việc và vượt qua mọi khó khăn mà để lại. Tuy nhiên địa chi của tháng này thì thật sự là không tốt, tại vì tháng này Tý với Ngọ là sát nhau trong tứ hành xung, người ta còn gọi là lục xung, mà lục xung là mô tả sự chống đối, đối chọi nhau trong cuộc sống, cho nên là tháng mà nó lục xung với lại tuổi thì rõ ràng là có vấn đề, gia đạo sẽ dễ bị xào xáo, vợ chồng dễ bị gây gổ, thậm chí là lôi cả cái công việc vào. Lục xung mà, lục xung thì đụng đâu nó cũng mấy, cho nên là các mối quan hệ
anh các chị nên cẩn thận lời ăn tiếng nói trong cái tháng này, rất dễ thị phi và những chuyện xui xẻo là không đâu mà đến. Là em thì ai nói gì tháng này em sẽ cực, em cũng tuổi ngọ mà nhưng mà em là mộng ngọ thì tháng này ai nói gì em cũng sẽ cười. Đặc biệt là tháng này mà nếu mà đối với người mộng ngọ thì cực kỳ xấu, xấu nhất trong năm Mậu Tuất 2018. Còn đối với các anh các chị mà bính ngọ này thì đỡ được rất nhiều, nhờ được cái mệnh là tương sinh kim sinh thủy. Rồi đó là tháng 11. Đến tháng 12, một tháng tháng kim tiếp tục, tháng này là tháng Ất Sửu. Thì tháng 12 đối với cái phong tục của người Việt Nam thì chắc là cỡ nửa tháng đầu là công việc làm ăn, còn nửa tháng sau là chỉ là thu gom gói ghém lại để mà ăn Tết. Thì mệnh cũng như được tháng trên thì vậy, nó tháng kim mà kim tương sinh thủy cho nên là bản mệnh rất tốt. Khi bản mệnh được tương sinh thì các tinh quân nó sẽ được hưởng lợi giống như ở trên mà em không nói lại nữa. Thiên can chữ Ất với chữ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên đó là Ất giáp Ất Mộc Bính Đinh Hỏa cho nên là thiên can nạp âm ngũ hành của cả thiên can này là được tương sinh Mộc Hỏa, Mộc sinh Hỏa, dễ có tài lộc. Như vậy là các anh các chị tháng này là tháng Tết ha, thu tiền về thôi để ăn Tết là dễ sinh tài lộc, có tiền dễ đòi được nợ. Tuy nhiên đó là địa chi Sửu với Ngọ là thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là cái sự chống đối nhau ha, giết hại nhau. Nói chung là con trâu với con ngựa là không chơi chung được. Tuy nhiên là về mặt đạo âm ngũ hành là Sửu thuộc hành thổ ha, Ngọ Tỵ thuộc hành hỏa, cho nên là đạo âm ngũ hành của địa chi là được tương sinh, cho nên cái sự xung khắc này là cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên là gia đạo cũng sẽ có chuyện buồn phiền cho cả các chị, tuy nhiên cũng không quá lớn lao đâu. Dù gì đi nữa tháng này tháng Tết, gần Tết rồi thì mọi chuyện xí xó để cho con cái nó vui vẻ, nó vượt qua mọi điều để mà có cái cuộc sống tốt đẹp phía trước. Rõ ràng là với những cái mệnh thiên can và địa chi của cái tháng 12 thì về tiền tài thì các anh các chị không phải lo lắng, về sức khỏe thì càng không lo lắng vì kim sinh thủy. Thiên can là ảnh hưởng nhiều đến công việc thì được nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, rất dễ sinh tài lộc, thu quán về cái năm của các anh các chị. Chỉ có phần địa chi thì hơi khó khăn một tí xíu, có một chút thôi, cũng sẽ không quá khó khăn như tháng 11. Cuối cùng thì rõ ràng có nhiều việc tốt đẹp. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái vận hạn của tháng của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh các chị. Cũng có tháng không tốt đẹp và cũng có tháng không. Hãy nhớ rằng là đây là năm tam tai năm cuối, một năm tuy là chúng ta có tam hợp hóa giải được tam tai nhưng như đã nói thì nó cũng sẽ có những trúc trắc trục trặc không suôn sẻ lắm, và những tháng nào thiên can địa chi không tốt đẹp thì đó là những lúc rất dễ xảy ra những cái điều không tốt đẹp cho cái năm tam tai năm cuối của các anh các chị. Hy vọng rằng với những thông tin em chia sẻ sẽ giúp ích được cho các anh các chị trong cuộc sống và tạo cho các anh các chị cái sự vững vàng trong làm ăn, trong giao tế xã hội và dạy dỗ con cái để có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc. Rất vui vì các anh các chị đã chú ý đón xem. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới để cho nhiều người tuổi Bính Ngọ được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, về vận hạn có thể là tuổi của mình và tuổi của người thân. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.